Chúng ta sẽ chiến đấu sáng sớm luyện đề ngày số 06. Đề chống sang ngu lý thuyết hóa, đề số 03. Ok ạ, và thầy Minh rất là mong muốn tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta là ngày số 6 chiến đấu cùng nhau rồi. Thì rất mong muốn tất cả các bạn và các em cùng chiến đấu sát cánh cùng thầy. Và thầy sẽ là cái động lực chính để cho các em chiến đấu lấy điểm cao cho kỳ thi sắp tới này. Ok không ạ? Và thầy rất mong muốn là các bạn cùng comment đáp án cùng với thầy ạ. Nhá. Ok, let's go, chiến đấu nhá. Chiến đấu ạ. Chiến đấu vì màu cờ, chiến đấu để chiến thắng nhá. Đừng đứa nào bị say ngu nhá. Câu 1. Câu 1 ạ. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép. Câu 1. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép. Người ta thường gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu biển phần chìm trong nước biển những khối kim loại nào sau đây? Kim loại nào các em? Cho thầy một đáp án đi ạ. 1B. Ok, chính xác. Ok, chính xác. Tiên Dương, tất cả bạn đã chọn 1B nhá. Tiên Dương bạn chọn nhanh nhất này. Linh Chi, Nam và Minh Hiếu. Rồi, câu tiếp theo ạ. Các bạn đã comment làm sao nhanh hơn thầy. Chất nào sau đây là chất béo? Chất nào sau đây là chất béo? Thì chất béo của chúng ta là gì ạ? Tristerin, đúng không? À, câu 3. Thủy phân este thu được ancol. Thì chắc chắn mình thu được ancol là C3OH. Đáp án đúng, đáp án D. Câu 4. Công thức của metinacetat. Câu 4 ạ, câu 4 đáp án gì ạ? Đề này rất hay và nhiều thứ thú vị các em nhé. Chờ đợi các em ở phía trước. Metinacetat CH3COOCH3. Metinacetat D ạ. Câu 5. Trong các ion sau, ion có tính oxy hóa mạnh nhất. Trong các ion sau, ion có tính oxy hóa mạnh nhất là thằng kim loại có tính khử yếu nhất, đúng không ạ? 5B, chính xác. Câu 6. Số nguyên tử carbon. Câu 6 này. Số nguyên tử carbon, đừng để bị lừa như hôm qua các em nhá. Đừng để bị lừa như hôm qua. Số nguyên tử carbon trong phân tử saccharose. Saccharose là C12H22O11. Đến thầy còn phải viết ra để cho nó chắc chắn đúng. Vậy số nguyên tử carbon là 12, đúng không ạ? D. Câu 6 đáp án D ạ. Câu 7. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì? Nào. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì ạ? Đặc trưng nhá. Tính gì các em nhỉ? Tính khử. B. Câu 8. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Monosaccharide là glufruc. Polysaccharide là sen và tinh bột. Vậy disaccharide là saccharose. Đáp án chính xác của chúng ta câu 8, đáp án A các em nhé. 8A. Rồi. 9. Kim loại độ cứng lớn nhất. Câu 9 ạ. Kim loại nào có độ cứng lớn nhất? Câu 9 ạ. Kim loại mà có độ cứng lớn nhất là gì? Cứng như crude, đúng không? Thì mình vẫn bảo cứng như crude. Đáp án đúng, đáp án D. Câu số 10. Polymer nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo? Thành phần chính chất dẻo nhá. Vinyl chlorua chất dẻo, ethylene chất dẻo, metin mes acrylate cũng là chất dẻo, nó là thủy tinh hữu cơ. Vậy thành phần chính không phải đó là polycarbonamide, nó là nylon. Hay nó là tơ, đúng không? Đúng không? Tơ là không phải thành phần chính chất dẻo. Rồi, mình đã xong 10 câu đầu tiên. Khởi động rất nhẹ nhàng 10 câu đầu tiên. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất nhiệt tình comment đáp bạn. Thầy Minh rất là mong muốn rằng là các em có thể chia sẻ buổi học này lại và tag có thể Minh tất cả các bạn của các em vào đây. Bởi vì đây là một buổi học free. Và đây là, và khi mà các bạn chia sẻ cũng như các bạn comment, đó là một nguồn động lực để thầy Minh có thể liên tục sánh bước cùng các bạn trong 30 ngày sắp tới. Câu 11. Phản ứng thủy phân chất béo luôn thu được chất nào sau đây? Thủy phân chất béo luôn thu được chất nào sau đây? Thì trong tất cả các khóa học của thầy, nền tảng cũng như tổng ôn luyện đề, thì thủy phân chất béo thì ta luôn luôn thu được glycerol, đúng không ạ? Đáp án đúng, đáp án B. 12. Chất nào sau đây gây nghiện và có nhiều trong thuốc lá? Chất nào sau đây gây nghiện có nhiều trong thuốc lá? Thì cái từ chốt, từ key của chúng ta
là có nhiều trong thuốc lá. Vậy nó là gì ạ? C. Nicotine. Đúng không? Đấy. C. Nicotine. Tuyệt giữa tất cả bạn đã chọn đáp án C nhá. Chưa có vấn đề gì khó khăn xảy ra cả. Đúng không? Polymer nào sau đây có chữ nguyên tố nitơ? Polymer nào sau đây chữ nguyên tố nitơ các em? Polyisoprene không? Yeah. Vẽ lại cho xem nhé. CH nối đôi. CH2. C6H5. Bỏ. Amylose đi từ các gốc. Alpha glucose bỏ. Polybutadiene. Đây. Nó đây. Chỉ có C và H thôi. Bỏ tiếp. Vậy là polyacrylonitrile. Đi từ vinyl cyanur. Các bạn nhìn thấy chưa? Có nở. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. 13 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. 14 ạ. Alanin thì có công thức là 14 ạ. Alanin thì có công thức là gì? Alanin phân tử khối bằng bao nhiêu ạ? 89. Và các bạn chú ý cho thầy rằng là alanin thì nó phải là alpha amino acid các em nhé. Đấy chưa? Vậy nó là A. Đừng bạn nào chọn B, C hay D đều sai. D là cái mà các bạn hay bị nhầm lẫn nhiều nhất, anilin. Các bạn rất hay bị nhầm lẫn giữa thằng anilin với thằng anil với thằng alanin. Hãy cẩn thận. 15 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Thế thì chất điện ly yếu là các axit yếu, bazơ yếu và nước. Thì HCl là axit mạnh nên là chất điện ly mạnh. NaCl là muối, chất điện ly mạnh. NaOH là bazơ, chất điện ly mạnh. Vậy chất điện ly yếu là G, CH3COH em nhá. Thầy chào Quỳnh Diệp nhá. Bây giờ Quỳnh Diệp mới dậy à? 16 ạ. Khi điện phân NaCl nóng chảy, điện cực trơ tại cathode sẽ là quá trình gì? Thì cathode là nơi mà cation tới. Đúng chưa? Cathode là nơi mà cation tới. Cation Na cộng. Thì các bạn lưu ý cho thầy ạ. Na cộng không bị điện phân trong dịch. Đúng chưa? Nên không thể oxy hóa Na cộng được. Cathode. À đâu, sorry, đây là điện phân nóng chảy chưa? Tí toang đấy, đây điện phân nóng chảy thì không thể là Cl trừ được. Điện phân nóng chảy là Na cộng biến về đây từ chốt này. Na không. Vậy Na cộng về Na không phải nhận một e. Vậy nó đóng vai trò là chất oxy hóa. Chất oxy hóa thì nó phải tương đương với lại quá trình khử. Được chưa? Khử ion Na cộng nhá. Đấy, vừa nãy thầy Mãi nhìn thấy bạn Duyên, Thùy Duyên chưa kịp tuyên dương bạn Thùy Duyên lớp off của thầy hôm nay dậy sớm. Khỏe rồi. Tí toang các bạn. 16 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy, thế nên là khi mà giải ấy, là chúng ta phải cẩn thận, đừng có bị phân tâm. Câu 17 ạ. Công thức tổng quát của Anconno đơn chức. Mạch thở. Công thức tổng quát của Anconno đơn chức mạch thở. Nào, Anconno đơn chức mạch thở, công thức tổng quát là gì ạ? Chúng ta đang luyện não sáng sớm và muốn cái não của chúng ta tỉnh táo thì chúng ta phải thò tay ra, ấn vào cái đáp án, comment, giải cùng thầy thì não của các bạn nó mới hoạt động được. Anconno đơn chức mạch thở CnH2n cộng 2O nhưng đây O2 sai. Vậy là CnH2n cộng 1OH. Đáp án đúng đáp án D em nhé. 18 ạ. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit? 18 ạ. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit? Nhiều bạn kêu là em không nhận được thông báo thì các bạn nhớ rằng là click vào nút chuông nhá. Xong rồi click vào nút xem trước, xong click vào nút nhận thông báo của livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Được chưa? Rồi, câu 18 ạ. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit? Thì nó phải là tụi gì? Monosaccharide glucose. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B các em nhé. 18B. 19 ạ. 19 à. 19 các bạn chọn đáp án gì ạ? 19. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? Nào. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? Thì để cái quỳ tím đổi màu á thì nó phải hoặc là axit hoặc là bazơ. Nhưng quỳ tím đổi thành màu xanh thì nó phải là gì? Thì nó phải là bazơ đúng không? Vậy này axit glutamic quỳ tím đổi thành màu đỏ.
valin không đổi màu, glycine không đổi màu. Vậy để quỳ đổi thành màu xanh nó là gì? Lysine. Tại vì lysine ta có hai nhóm NH2, một nhóm CO1. 20 ạ. Chất nào sau đây là dipeptide? Nha. Chất nào sau đây là dipeptide? Thầy có nhá, thầy có, thầy comment của tất cả các em. Chất nào sau dipeptide? Dipeptide thì được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid nhá. Ala gly. 21. Thủy phân hoàn toàn este nào sau đây? Trong dung dịch kiềm không thu được ăn cồn, lưu ý không thu được ăn cồn. Anh này vẫn thu được ăn cồn CH3OH. Anh này thu được anhít, vậy không thu được ăn cồn là B. Anh này vẫn thu được ăn cồn CH5OH. Anh này vẫn thu được ăn cồn benzylic, được chưa? Vậy không thu được ăn cồn là B, bỏ. Đấy, các bạn đã đi với thầy đến ngày hôm nay là ngày thứ 6, các bạn biết rằng là nếu chúng ta mà làm lý thuyết buổi sáng thì cái não chúng ta rất bị lag. Và như vậy thì cái não chúng ta cần phải được luyện tập, cần phải được chăm sóc. Chính vì vậy nên luyện não sáng sớm ra đời. Câu 22. Chất nào sau đây không làm mất màu nước brom ạ? Và lưu ý nha, không làm mất màu dung dịch nước brom. Thì nó điều kiện để làm mất màu nước brom là có đôi đôi CC, nên vinil acetate là mất màu. Phenol là phản ứng với nước brom điều kiện thường nên mất màu. Anhydride formic cũng mất màu. Chỉ có acid acetic là không mất màu mà thôi. Vì vậy nên không làm mất màu nước brom là đáp án D các em nhé. D là đáp án chính xác của chúng ta. Câu 23. Phát biểu sau đây đúng hạch chân nhá. Làm cẩn thận những câu này, không là tòa. Tinh bột và sen là đồng phân cấu tạo của nhau. Sai, nó không phải đồng phân. Nó khác N mà các em. Đúng không ạ? Trong môi trường axit, trong môi trường axit, glu và fructose có thể chuyển hóa nhau. Sai. Trong môi trường kiềm cơ. Đúng không ạ? Có thể dùng phản ứng trắng bạc để phân biệt glu và fructose. Sai. Bây giờ ông Đức Anh mới dạy nhá. Thầy chào Đặng Đức Anh. Phân tử sen được cấu tạo bởi nhiều gốc beta glu. Đúng, chính xác. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 24, các bạn comment nhanh hơn à? Nhanh hơn thầy xem nào. Comment phải làm sao phải nhanh hơn thầy. Thế mới chất. Ok ạ. Khẩn trước, khẩn trước. 24 ạ, phát biểu đúng. Ở nhiệt độ thường thì dung dịch glucose không phản ứng được với COH. Sai. Ethyl format phản ứng trắng bạc HCOOCH5. Tất cả mọi anh có đầu HCO thì đều trắng bạc. Vậy 24 đáp án B. 25 ạ. 25 ạ. Úi giời, bây giờ mới tỉnh. Phương Anh nó dạy từ lâu rồi. 25 ạ. Etinamin tác dụng với chất nào sau đây trong dịch? Etinamin là CH5NH2. CH5NH2 thì nó có nhóm NH2 nên chắc chắn nó sẽ tác dụng đối với HCl. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 26. Làm xong câu 26 chúng ta mới đi một nửa cái đề này thôi. Các em ạ, xong câu 26 mình mới đi một nửa cái đề thôi. Ta còn một nửa còn lại khó khăn hơn. Nên là cần chúng ta phải comment mạnh mẽ hơn nhá. Mình phải comment thì mình mới nhớ được. Nào, câu 26 ạ. Acid formic có trong nọc kiến. Acid formic là HCOH này. Khi bị kiện cắn nên chọn chất nào sau đây bôi vào vết thương để giảm sưng tấy? Thì hiện tượng sưng tấy của chúng ta là hiện tượng bỏng acid. Thế thì bôi vào thì phải sử dụng một thằng nào đó nó trung hòa axit đi. Thì sử dụng cái thằng mà trung hòa axit thì mình nghĩ ngay là gì ạ? Vôi tôi CO. Đáp án B. Nước thì nó chỉ có tính là trung hòa thôi. Giấm ăn thì càng mệt hơn đúng không? Muối ăn thì sót. Nên là chỉ có thể sử dụng giấm ăn. Đáp án đúng là đáp án B. 27 ạ. Lưu ý nhá, để bài hỏi chúng ta phát biểu nào sai nhá. Để bài hỏi chúng ta phát biểu nào sai. Fructose là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. Sai. Tinh bột của chúng ta thì thủy phân chúng ta sẽ thu được gì ạ? Chủ yếu là alpha glucose. Nên A sai luôn. Amylopectin thì có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng. Thủy phân hoàn toàn sen thì thu được glucose. Đúng. Fructose và glu là đồng phân nhau. Đúng. Vậy sai chúng ta là A các em nhé. 27 đáp án A. Xem đứa nào comment tay nhanh hơn não sai không? Ô tốt nhỉ. Tuyên dương cả lớp chúng ta nhá, tất cả các bạn đều comment 27A, không một bạn nào comment sai. Đấy, thầy mình tuyên dương tất cả các bạn và các em. Rồi, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay.
Việc mà các em comment đáp án cũng như chia sẻ lại buổi học này, đấy là nguồn động lực để thầy có thể quyết chiến cùng các em mỗi buổi sáng sớm. Câu 28 ạ. Chất nào sau đây không có phản ứng trắng bạc ạ? 28 ạ. Chất nào sau đây ạ không có phản ứng trắng bạc? Thế trắng bạc phải có chó đúng không? Fructose thì trong môi trường kiềm chuyển thành glu có trắng. Glu có trắng nhé. Anhydrid formic có trắng, vậy không là C. Xen luôn rồi. 29 ạ. Úi giời, câu này hay này. Bắt đầu tính toán này. Chất nào sau đây có phần trăm khối lượng của O bằng 51,46 ạ? Vẽ ra mà tính thôi. Xác là gì ạ? C12H22O11. Nào các bạn cùng lấy máy tính nào, bấm cùng thầy em nào. Phần trăm khối lượng của O, O đây 11, 11 nhân với lại 16 chia phân tử khối xác 342 bằng 51,46. Ố. Vậy 29 đáp án đúng của chúng ta, đáp án C, thì mình tính một phát đúng dây luôn. Thế mới hay chị ạ. Xịn luôn. Câu 30 ạ. Câu 30 ạ. Học buổi sáng với thầy có máy tính ngay bên cạnh nhá. Thủy phân hoàn toàn triglyceride trong dịch NaOH thu được 2 muối. Tỷ lệ mol tương đương là 2 chia 1. Vậy có nghĩa là 2 gốc này, 1 gốc này. Được chưa? Vậy bây giờ thầy có 2 gốc này thì là 2 con số 2 đi. Vậy thầy sẽ được là 2 2 1 1 2 2 là bị trùng. Được chưa? 2 1 2 nên mình chỉ có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn đó thôi. Nên câu 30 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B thêm nhé. 30 đáp án B. Xem nào, Tuyên Dương, những bạn nào chọn 30 nhanh này. Tuyên Dương, Trịnh Ngân, Phương Anh, Nguyễn Đạt. À, Nguyễn Đạt lag à? Nguyễn Đạt lag rồi. Tuyên Dương, Trịnh Thu Phương. Đấy, các bạn này chọn 30B. Nha bạn. Có anh Đạt bị lag. Mắt lé, mắt lé. Câu 31, Trần Thắm khéo đi ngủ rồi. Không thấy Trần Thắm comment nữa. Đây thấy Thu Linh. Thầy chào Bảo Khánh nhá. Bây giờ mới thấy Bảo Khánh, Bảo Khánh bây giờ mới dạy à? Chiến đấu đi em nhá. Quyết tập. 31 này. Khi lên men 360g glucose, 1 glu thu được ancolytic 2 lần tăng C2H5OH. Vậy mình sẽ có số mol glucose 360, 2 mol hiệu suất 100%. H2 là 4. Được chưa? Vậy là 4 x 46 bằng 184. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 4 x 46 184. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ơ câu 31 này anh Đức anh ấy cắt bị lỗi này. Hai câu này giống nhau này. Câu 32 này. Đốt cháy tra tấn não của các em đấy, đốt cháy hoàn toàn 8,1g hỗn hợp fructoxacen. Bọn này thì quy đổi về C và H2O. Cần O2 0,3. Đúng không? Thì mình luôn luôn có số mol CO2 chính bằng số mol O2 0,3. Từ đó suy ra số mol C là 0,3. Khối lượng này là 8,1 và mình tìm khối lượng nước luôn. 8,1 trừ đi 0,3 x 12 bằng 4,5. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 4,5. Ok nhá. Tại vì thầy không thấy Trần Thắm comment. Không thấy comment thì thầy chỉ đoán là đi ngủ gật thôi. 33. X tạo ra thuốc súng không khói, vậy X là sen. Nên phải comment làm sao cho thầy nhìn thấy. Được chưa? Sen tạo thành Y, vậy Y là glu. Glu tạo thành sorbitol, đúng không? Vậy ta có là gì ạ? X là sen, Y là glu. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Ấm lòng chưa? 34 ạ. 34 ạ. STX có công thức là C4H8O2. Phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH. Thu được anh này. Vậy tên của X nó sẽ là HCOO này. C3H7. Gì ạ? Tên nó là gì ạ? Propin. Format à? Đúng không? Câu 34 ạ. Đáp án chính xác của chúng ta propin format. Sao các bạn chọn metin propionate thế này? Phương Anh à? Ôi giời, Phương Anh tỉnh ngủ thế. Phương Anh nhỉ? Phương Anh làm câu tỉnh ngủ thật ấy. Đáp án đúng đáp án A. Minh Anh bây giờ mới dậy nhá.
Ok chưa? Bạn Minh Anh này hay ngủ lười lắm. Giờ mới dậy nói năng gì? Chưa kể có kéo đang nằm trên giường coi lại. Nha, tiếp tục 35. 35 ạ, rất nhiều bạn say ngu nhá. Dần dần làm nhiều não nó lag mà. Đấy là lý do tại sao ta phải có sáng sớm luyện. Luyện não sáng sớm, sinh ra là vì vậy. Câu 35 phát biểu nào sau đây là sai ạ? Nào các bạn cũng chọn cho thầy xem nào. Phát biểu nào sau đây là sai? Acid glutamic được dùng làm bột ngọt. Acid glutamic được dùng làm bột ngọt. Muối mononatri của acid glutamic mới là bột ngọt. Đúng chưa? Amino acid là chất hữu cơ tạp chất, cái này đúng. Glycine tính lượng tính, đúng. Anh này là este của glycine. Đúng. Vậy sai ở đây là A. Bởi vì là muối mononatri của acid glutamic. Đúng chưa? Thì mới được sử dụng làm bột ngọt nhá. Đáp án nào sau đây là sai mà. Ô sao các bạn toàn chọn D vậy? Thế mà thầy lại chọn A. Hợp chất này là este của glycine. Este của glycine đúng mà. Úi dồi ôi, câu này loại ác. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn D. Bởi vì các bạn đã chọn D thì đã là một lần các bạn sai. Một lần các bạn sai thì cả đời các bạn nhớ. Đúng không? Còn đáp án sai đây là acid glutamic được dùng là bột ngọt. Vậy bột ngọt là muối mononatri của acid glutamic cơ. Được chưa? Còn D là hợp chất. Hợp chất này là este của glycine là chính xác. Đây bởi vì là COCN5 mà. Đúng chưa? Có. Được chưa? Este của glycine mà. Câu 36. Còn thực ra nó vẫn là tạp chất nhé. 36 ạ. Hay chưa? Chất nào sau đây chứa nguyên tố N trong phân tử? Đừng bị ngu ngốc nữa các em nhá. Chất nào sau đây chứa N trong phân tử? Anh nào ạ? Glycine đúng không? Glycine có N nhỉ? Glycine có N. Ok. Xong nhá. Ngon nhá. 37 này. Số O trong phân tử xác ạ. 37 ạ. Số O trong phân tử xác. C12H22O11. 11O. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Nhiều lúc thầy giải nhanh quá thầy cũng bị lag. Ở trong lớp off của thầy Minh có bạn học rất là tốt, nhưng mà bạn ấy hôm qua làm cái đề thực chiến của thầy Minh, bạn ấy bị sai mất 2 câu rể. Thế nên là bạn ấy chỉ được có 9,5 điểm. Các câu khó nhé, các câu cực khó bạn đã làm đúng hết. Khó siêu khó luôn này. Cái đề thực chiến của thầy đây siêu khó luôn này. Thế mà những cái câu đấy bạn làm đúng hết, nhưng mà sai mất 2 câu rể. Thế làm sao mà bằng được các cái bạn mà tích lũy, tiết kiệm cơ hội, đúng không? Các bạn hãy làm đúng full toàn bộ câu dễ, bạn bỏ 2 câu khó đi, đúng không? Không thắng được bạn đấy. 37 ạ. Đáp án A. 38. Số mol CO2 bằng số mol H2O, nên chắc chắn este là este no đơn chức CnH2NO2. Bà con O, 2 lần số mol este cộng 2 lần số mol O2. Đâu bảo bảo toàn khối lượng trước đúng không? Bảo toàn khối lượng trước. Bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của O2 bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của H2O trừ khối lượng của este, ra khối lượng của O2 nhá. Nào bằng bao nhiêu ạ? 0,6 nhân 44 cộng 0,6 nhân 18 trừ 13,2 bằng 24. Vậy số mol O2 24 chia 32 0,75. Được chưa? Vậy bây giờ tiếp theo mình đi bảo toàn O. Bảo toàn nguyên tố O, 2 lần số mol este cộng 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol H2O. Đúng không? Vậy mình tìm được số mol este. Số mol este của mình bằng 0,6 nhân 2 cộng 0,6 trừ đi 0,75 nhân 2 bằng chia 2 bằng 0,15. Vậy suy ra số C là 0,6 chia 0,15 thì bằng 4 đúng không ạ?
bằng 4. Vậy thì công thức của chúng ta là C4H8O2 các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn câu 39 đáp án B. Sorry, câu 38 đáp án B, câu 39. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hoa đỏ? 39 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hoa đỏ? Quỳ tím hoa đỏ nhé. Là nó phải môi trường axit đúng không? Vậy nó chỉ có thể là gì? B, axit glutamic thì nó mới làm quỳ tím hoa đỏ thôi, đúng không? 40 nào. 40 nào, 40 các bạn chọn đáp án nào ạ? Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính là từ chốt. Trồng nhiều cây xanh sẽ làm giảm nồng độ khí X. Cây xanh thì quang hợp. Đúng không? Quang hợp thì làm giảm nồng độ CO2. Vậy 40 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Cố lên các em, mình còn 16 câu nữa. Và 16 câu nữa ở đằng trước là 16 câu khá là chất đấy. 41 ạ. Chất trong dãy có lực bao giờ yếu nhất? Quỳ tím đổi màu xanh, quỳ tím đổi màu xanh, quỳ tím đổi màu xanh. Anilin, quỳ tím không đổi màu. Được chưa? Anilin không làm quỳ tím đổi màu. Vậy chất trong dãy có lực bao giờ yếu nhất là anh? Anilin. C. 42. Dung dịch nào sau đây có môi trường pH lớn hơn 7? Dung dịch nào sau đây có môi trường pH lớn hơn 7? pH lớn hơn 7, vậy thì nó phải là môi trường gì? Môi trường kiềm, đúng không? Vậy nó là metin amin. 43. Công thức của metin propionat C2H5COOCH3. Đúng chưa? Metin propionat. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 43 đáp án D các em nhá. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn 43 đáp án D. Nhiều bạn comment còn không nhanh được bằng thầy. Ok ạ. 44. Chất nào sau đây là chất béo? Thì chất béo chúng ta là gì ạ? Tripalmitin. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 45. Chất nào sau đây là amin bậc 3? 45 ạ. Chất nào sau đây là amin bậc 3? Amin bậc 3 là đáp án D, bởi vì nó có N đúng không? 46. Phát biểu nào không đúng? Nào các bạn cũng chọn thêm mà. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Benzin acetat có mùi thơm của chuối chín. Chuối chín là gì ạ? Isoamin acetat cơ. Nên A sai luôn. Nên chọn A luôn. Được không ạ? Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. Đúng. Các chất béo thường không tan trong nước nhãn nước. Đúng. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro khi đun nóng, có xúc tác Ni. Chính xác. Vậy phát biểu không đúng là A. 47. 9 gram một amin đơn chức bậc 1. Thế nó là R, NH2 này, cộng HCl này, thu được muối này, khối lượng là 9 này, đây là 16,3 này. Vậy đến đây mình sẽ tìm được số mol của HCl bằng 16,3 trừ 9 chia 36,5. Đúng chưa? Và bằng bao nhiêu mol ạ? 16,3 trừ 9 bằng chia 36,5 bằng 0,2. Vậy mình tìm được phân tử khối của RnH2 bằng 9 chia 0,2 bằng 45. Đúng chưa? Vậy thì 45 thì mình chọn được luôn anh gì rồi? Amin đơn chức nhá. Phải lưu ý bậc 1 anh này bậc 2 bỏ. 45 thì mình đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án A hay đáp án D ạ? Phân tử khối của A là bằng 31 đúng không? Phân tử khối của D là bằng 45. 29 cộng 16 bằng 45. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. 47 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em comment nhiệt tình hơn nữa để ủng hộ thầy Minh, để thầy Minh tiếp tục thực hiện liên tục cái chuỗi dạy sớm học bài này, chiến đấu song chiến cùng các bạn và các em. Câu 48 ạ. Cho các chất dãy gồm các chất đều phản ứng thủy phân khi đun nóng với dung dịch HCl. Dãy gồm các chất đều thủy phân khi đun nóng với dung dịch HCl. Vậy etin format là 1, anilin 0 nhá.
Anilin là chỉ tác dụng HCl thôi chứ không bị thủy phân. Triolin có, glucose không, tinh bột có, 1, 3, 5, đúng không các em? Vậy 48 chúng ta 1, 3, 5 thì đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C. Chia buồn với Minh Anh. Minh Anh đã bị mắt lé, Minh Anh chọn 48C. Thầy mình chia buồn với bạn Minh Anh nhá. 49 á, ở điều kiện thường, ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí? Tristerin là chất rắn, anilin chất lỏng, alanin là chất rắn, etinamin là chất khí. Nên 49 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Tuyên Dương Thùy Duyên comment đúng đáp án. Tuyên Dương Vũ Minh đã comment đúng đáp án. 49 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 50 nào, ta còn 6 câu nữa thôi. 6 câu nữa rồi thầy mình sẽ tha cho các em để các em đi học. Nhưng 6 câu này là 6 câu rất hài. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Fe vào CuNO3 lần xảy ra mòn điện hóa. Có hai cặp điện cực Cu, Fe tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất tự ly. Cái này đúng. Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Đọc cái cụm từ là bộ đội Việt Nam thì đúng là bạc là tốt nhất. Ở nhiệt độ cao CO khử được CO tạo thành Cu, đúng. Kim loại Cu khử được Fe2 cộng, sai. Vậy câu 50 đáp án sai của chúng ta là đáp án D nhá. Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 50 đáp án D. Đấy, chưa đưa nào sai ngu cả. 51, một câu tính toán. 3,9 gam hỗn hợp, đặt cháu này là A, cháu này là B, đúng không? Phần trăm về khối lượng. Vậy mình sẽ có này, 27A cộng với 24B bằng 3,9, đúng không? Khí H2 là 0,2 mol, một nhôm thì sinh ra 1,5H2, 1Mg sinh ra 1H2 thì bằng 0,2. Vậy hoàn toàn mình tìm được A và B. Nào các bạn chọn cho thầy xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Máy tính thì không bấm được hệ rồi. Bây giờ phải nhờ các em comment giúp thầy Minh xem nào. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Các bạn bấm hộ thầy Minh nhá. Máy tính của thầy Minh đây, máy thầy Minh đang bấm cái máy tính này. Thầy Minh bị mất máy tính, cầm tay. A bằng bao nhiêu? Cho thầy con số, cho thầy con số. A bằng 0,1. Cảm ơn bạn Hải Yến. B thầy Minh bằng bao nhiêu? À rồi, cảm ơn Tiến Kiều. 0,1 và 0,05. Vậy hoàn toàn mình tìm được phần trăm về khối lượng của Mg nhá. Phần trăm khối lượng của Mg bằng bao nhiêu? Mg đấy, B 0,05 nhân 24 chia 3,9 nhân 100% bằng bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? 0,05 nhân 24 bằng chia 3,9 bằng nhân 100% 30,76, gần bằng 30,77. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nhá. Câu 52 ạ. Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng? Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng? Trùng ngưng acid tereftalic với ethylene glycol thì thu được tơ lap san như vậy, tơ nylon 6,6. A sai. Cao su bunaet thì được hình thành từ quá trình trùng hợp lưu huỳnh với cao su buna. Sai. Đồng trùng hợp cao su buna và styren. Tơ visco là một tơ tổng hợp. Sai. Tơ visco là tơ bán tổng hợp. Polymethyl mesh acrylate là chất rắn trong suốt được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglass. Cái này mới đúng này. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Đáp án D các em nhé. Đáp án D. Thế đọc nhỉ. Câu 53 lại một câu tính toán rất hay. Lên men m gam tinh bột, tinh bột C6H10 O5 bỏ N đi, thu được hai lần thằng C2H5OH, hiệu suất cả quá trình 80%, thu được 1 lít rượu alcohol ethylic. Vậy 1 lít thì mình sẽ có là V nguyên chất sẽ bằng 1 nhân 23 độ là 0,23 bằng 0,23 lít bằng 230 ml. Vậy suy ra tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất D bằng 0,8 gam trên ml. Vậy ta sẽ có khối lượng bằng 0,8 nhân 230. Từ đó để tìm được số mol. 0,8 nhân 230 chia 46 ra số mol 4 mol. Được không ạ? Thì từ 4 mol này thì suy ngược lại được số mol tinh bột.
4 nhân 1 chia 2 bằng 2. Thuận nhân nghịch chia 2 chia 0,8. Ra số mod 2 chia 0,8 nhân 162 bằng 405. 405 vậy đáp án chính xác của chúng ta 53 đáp án C các em nhá. 53 đáp án C. Câu 5 tự. Câu 5 tự các bạn chọn đáp án gì? Phát biểu nào sau đây là đúng? Nào 54 nào. 54 các bạn chọn đáp án gì? Phát biểu nào sau đây là đúng? Hồ tinh bột thì nó tác dụng với Y2 tạo thành hợp chất màu tím, màu xanh tím, đúng không ạ? Hồ tinh bột tác dụng với Y2 để tạo thành hợp chất màu tím, đúng hay sai? Hay không? Đúng hay sai? Dễ mà, mấy câu này dễ thôi. Đúng không? Màu xanh tím hay màu tím xanh? Các bạn hãy relax chỗ này. Màu gì? Xanh tím hay tím xanh? Xanh tím. Đúng chưa? Ferrux và glu là hai chất đồng đẳng là sai, đồng phân. Xác không hòa tan được CO2 lần sai, nó có hoạt đa kề hòa tan chứ. Oxy hóa glucose bằng H2 sai, phải là khử. H2 từ H0 đến H1 cơ mà. Thì thằng này mới là tính là tính khử. Đúng chưa? Vậy thì glucose là tính oxy hóa. Thì tính oxy hóa thì phải là bị khử chứ không phải là bị oxy hóa. Nên là sai, sai ở đây. Vậy đúng của chúng ta 54 đáp án A. Ấm nhá. Úi dồi, Đạt chọn tím xanh kìa. Tím xanh là bị lẫn sang gì rồi? Bí ổ rê rồi. Được không ạ? 55. Số phát biểu đúng là... Nào, chiến với câu lát não này nhá. Amino acid có cấu tạo dạng ion lưỡng cực, hoàn toàn chính xác. Cái này không sai vào được. Được không ạ? Sen tan trong nước survey re. Các bạn xin coi lại câu 53. Đây 53 đây em ơi. Chụp ảnh lại nhé. 53 đây nhé. 55 ạ. Sen tan trong nước survey re đúng. Ở điều kiện sen tan trong nước survey re nó tạo thành tơ visco các em nhé. Ở điều kiện thường thì tripalmitin là chất lỏng. Sai, bởi vì nó là chất béo no. Thì nó phải là chất rắn. Để rửa ống nghiệm cho anilin là C6H5NH2 thì sử dụng dung dịch HCl là đúng. Bởi vì anilin nó ít tan trong nước nhưng nó tan trong HCl. Đúng. Trong phản ứng trắng gương, glucose đóng vai trò chất oxy hóa là sai. Bởi vì là bạc cộng chuyển thành bạc. Nên bạc cộng AgNO3 nó mới đóng vai trò chất oxy hóa. Glucose phải là chất khử. Được chưa? Vậy tại đây chúng ta có mấy phát biểu đúng? 3 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta 55. Chúng ta chỉ có 3 phát biểu đúng thôi, nên 55 đáp án đúng là đáp án D. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D và chia buồn với các bạn đã chọn đáp án B nhá. Chia buồn với bạn đã chọn đáp án B. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 55 D. Rồi, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu 56 ạ. Nào, câu 56 các bạn chọn đáp án gì ạ? 56 các bạn chọn đáp án gì ạ? 56 nào. Cho phát biểu sau số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là. Trong dung dịch glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực, đúng. Cứ ghi đúng này. Metinamin là chất khí ở điều kiện thường. Tan nhiều trong nước, đúng. Đúng nhá. Đúng đấy. Glu và xác đều phản ứng trắng bạc, xác không trắng bạc, sai. Hydro hóa. Nào. Hydro hóa hoàn toàn triolein, phải thu được tristearin chứ không phải thu được tripalmitin, sai. Ok chưa? Cellulose trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. Đúng. Vậy tại đây chúng ta có 3 phát biểu đúng, được chưa? Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Chúng ta có tổng cộng 3 phát biểu đúng, nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C.
Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã làm câu chốt câu 56 này, đáp án C. Và cũng chúc mừng các bạn đã chọn đáp án khác, bởi vì các em đã sai một lần thì các em nhớ cả đời. Và bây giờ là tròn 6 giờ, đúng không ạ? Thế mình chúc tất cả các bạn và các em một buổi sáng sớm thật là giàu năng lượng và không bao giờ bị sai ngu trong cái buổi học ngày hôm nay. Và thầy mình hẹn gặp